Hôm nay chúng ta sẽ bước sang một cái series mới mang tên Ông Hàng Xóm Bí Ẩn. Ngày xưa là Tăng cũng đã chơi qua cái tựa game này rồi. Bây giờ nó ra tận phần 1, phần 2, phần 3, phần 4 luôn. Và tại vì sao Thắng này gọi ông ta là ông Bí Ẩn thì các bạn hãy cùng đón xem đây. Ok, và đây là cái quả bóng 7 màu của Thắng. Thắng là đang chơi bóng một mình ở trên cái con dốc. Mệt quá. Đang miêu tả cho các bạn coi thì chạy qua mệt quá. Sút. Đùa thôi, không phải chạy, ông đang lấy đà đang sút cái quả bóng này qua đi nè. 1 2 chu. Trời. Lấy đà xa như vậy cứ tưởng là sút bóng lên dốc, hoặc là sút bóng xuống dốc, thế này thì cứ đá nhẹ phát thì nó cũng trôi xuống rồi. Bây giờ phải đuổi theo ơi. Bóng ơi, chờ tao lừa bóng ơi. Wow. Wow, không ngờ là mình chạy nhanh và nhảy cao như thế này luôn. Ơ, bóng ơi, mày đâu rồi? Ê. Đây rồi, cái quả bóng đây rồi. Sao rằng nó lăn qua của cái cửa nhà ông hàng xóm này rồi. Rồi, bây giờ lại chuẩn bị thằng sút lên dốc này các bạn ơi. Nào, phải sang bên kia thì mới. Wow. Hình như là có thằng nào bị bố đánh sao này. Bên này các bạn ơi, bên này thằng này chắc bị bố đánh. Ui, bố đánh các bạn ạ. Chắc cái tội ấy đi chơi không xin phép đi mà. Ui. Sao ta nghe có vẻ không phải là bố đánh. Ui, từ từ, mình phải lò dò sang xem có chuyện gì mới được. Ui. Thôi xong rồi. Quả này cái góc nhìn này chắc chắn ông hàng xóm dính mình rồi. Ui. Ông hàng xóm này là đã nhốt cậu con trai của ông ta hay là một cái cậu bé gì ở trong này? Chắc chắn không phải con. Nếu mà ui, trời ơi, ông ta nhìn thấy ngay rồi các bạn ơi, chạy thôi. Ôi mày cốt, đã bị bắt rồi. Ông ta khóa luôn cả mình sao? À không phải, ông ta đuổi mình đi và khóa chặt cửa lại. Ok, và các bạn chắc chắn là không phải ông ta nhốt con của ông ta đâu. Nếu mà con của ông ta thì lấy đâu là con ta kêu như vậy. Tô nó sẽ nghe, bảo nghín. Nghín là không được nói gì. Ok, may quá, nó chạy được về. Đây, các bạn, đây là nhà của Thắng nhé các bạn nha. Mở cửa ra. Ê, sao mở cửa nó không ra ta? À đây rồi, nhà của mình ơi. Chính xác là nhà của Thắng nhà, chẳng qua là Thắng chưa quen nên chưa mở rồi. Các bạn nhìn này, đấy, nhà của Thắng mới mở được cửa chứ. Ok, trước khi bắt đầu cái series ngày hôm nay là Thắng sẽ giới thiệu qua cho các bạn biết. Đây là cái ngôi nhà của Thắng. Và đây là chiếc TV. Các bạn sao đi nhá, mình hơi nghèo nên có TV nó hơi bị to. Và bên này là các quả đài. Ở đây không phải là máy chơi game đâu. Đang nghĩa là Thắng định đặt đây là cái máy chơi game nhưng mà Thắng hết tiền. Thắng không có tiền để máy chơi game ở đây. Ok, ngày mai phải điều chỉnh lại cái TV bé tí này, là phải đặt cái bộ bàn ghế ở đây thì xem nó mới tối cái con mắt chứ. Bây giờ xa như thế này thì chả thấy cái quái gì luôn. Ui ôi, hình bé tí bằng cái con kiến luôn. Thôi, đó là cái phòng khách của Thắng. Rồi, bây giờ chúng ta sang đây là cái phòng nấu ăn của Thắng. Ôi giời ơi. Các bạn nhìn như này biết ngay cái nhân vật của Thắng trong game này. Cao 1 mét tròn rồi, bởi vì còn không cao bằng ơi. Bây giờ con muốn với cái lọ sữa này, con không với được. Ôi, với được cái lọ sữa này các bạn ơi. Yeah, với được cái lọ sữa luôn. Ok, ok. Với quả chuối này, với quả chuối. Ok, god, với được quả chuối luôn. Ê, yeah, nào vứt. Ôi giời ơi, con không ăn. Ui. Mình này vứt lằng nhằng. Được rồi, Thắng sẽ tặng ông hàng xóm cái quả chuối này. Nó phải dám đuổi Thắng à? Sao nhà của mình còn càng quá ta. Rồi, đấy là tầng 1 nha. Bây giờ lên tầng 2 cho các bạn xem này. Ê, giời ơi. Oh my god. Oh my god, đây là tầng 2 và đây là phòng ngủ của mình nè. Và đây là gia đình của mình, không có. Mình là anh trai hay là em trai ta? Thôi, bây giờ không ai nên mình cứ nói cho ai đi. Mình là anh trai và dưới mình còn hai đứa em gái và có bố mình, mẹ mình. Ok, và có một bà chị gái nữa. Tổng cộng gia đình của mình là có 36 người. Rồi, thế là biết rồi các bạn nha. Rồi, đấy là tổng thể những gia đình của Thắng. Đây còn phòng này. Oh, đây là gì đây? Đây là phòng của bố hay phòng của mẹ Thắng đây? Ôi, đây là phòng của bố Thắng rồi, cái quả dâu dâu này. Dâu này mình cũng có. Các bạn thích cái quả dâu nào? Các bạn xem đi, cái quả dâu là giống cái quả dâu của cái ông hàng xóm vừa lấy ta. Wow. Hình như là cái quả dâu này này các bạn này. Đây, ok luôn. Các bạn thấy là giống chưa? Giống cái quả dâu à? Nhưng hơi bị đau. Các bạn đã thấy cái quả dâu ở trên cái bức ảnh này giống cái quả dâu ở trong một bức ảnh. Bây giờ các bạn đừng gọi là anh Thắng cái tên hay là chú Thắng cái tên đấy nha. Mà các bạn phải gọi là bác Thắng TT hoặc là ông Thắng TT. Ok. Hoi chú. Công nhận là cái trò chơi chơi phê tới đây, nhảy sao rồi sao. Ui chú. À chú.
Bà thả cháu. Ui ôi. Bà ơi tha cháu. Ôi my god. Đây là cái tội cầm đèn chạy trước máy bay. À quên, cầm đèn chạy trước ô tô. Ôi, bác hàng xóm đi rồi. Là chúng ta lại. Ôi trời ơi. Ông ta vừa lém cái gì? Được rồi, ông ta dám lém mình nhá. Từ mình không đặng nào, vào đây. Nào, vào đây nè, ném mình nè. Vào lấy quả chuối nữa các bạn. Vào lấy quả chuối nữa. Mình chưa cả làm gì mới sang nhìn cái hàng rào của ông ta thôi mà ông ta lém mình. Đây quả chuối nữa đây. Nào, quả chuối. Vào đây. Ông hàng xóm vào đây. Dám lém mình à? Đâu rồi? Đây. Nào, quăng cho ta phải nữa. Trời ơi, vào đây, nào vào đây. Ui trời ơi, ông ta dám ném cà chua vào mình ném chuối. Trời ơi, thôi xong. Dám bắt mình à? Được rồi, mình sẽ cầm quả chuối mình quăng lát nhà ông ta. À không, quả chuối này thì quăng làm sao mà lát nhà ông ta được. Mình cầm hắn cái thùng rác này. Đấy, cái lát rác này mình quật vỡ kính nhà ông ta luôn. Nào. Vỡ chưa? Yo. Gì đấy? Oh my god, bác ơi thao cháu, bác ơi, cháu có làm gì đâu, cháu đập vỡ cái gì, bác ơi thao cháu. Về. Sói sang đây nè, ông ta không dám sang đây đâu. Bố mẹ thắng đấm cho ông ta phát rồi dám sang chỗ mình nhá. Quay lại tiếp, let's go. Thôi, kéo cẩn thận nha. Bây giờ phải làm nào, trời. Chưa đột nhập được, đi qua một vòng thì mới đột nhập được. Bây giờ phiên bản mới rồi, khác ngay, không như ngày xưa đâu. Cứ phi là nhạc, thùng rác đây. Đây là bao rác này, rồi. Mình sẽ cầm hắn bao rác mình đắp vào mặt cái ông hàng xóm này. Bố nào ăn cắp, ok anh em ơi. Nhảy lên nào. Ở đâu đây? Ui, trời ơi. Ui, các bạn ơi, ông ta nhảy. Vứt vào mặt này. Vứt vào mặt ông hàng xóm. Đấy, từ đến giờ chưa cả vào được nhà của ông hàng xóm luôn. Nè. Wow, và kia là cái quả chào mà bắt tivi. Thời đại 2021 rồi là người ta phải bắt wifi, bắt đăng ký internet để xem tivi chứ, là còn vẫn còn là dùng chảo vệ tinh này nữa, là nhà nghèo. Ơi đâu đây? Ôi giời ơi, ông hàng xóm này cứ đuổi mình thôi. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua nha các bạn ơi. Ui, trên cái cột sáng có xích con đâu. Ui, cái đây cái thằng máy là. Ui trời, chạy này cái quái gì luôn nữa. Ông ấy tôi nhanh ơi. Làm thế nào bây giờ? Thôi, bây giờ phải đợi ông ta vào trong nhà thôi các bạn ạ. Thôi, đứng đây. Sao này? Ok, ông ta chuẩn bị đi ra đằng sau nhà rồi, thằng chuẩn bị đột nhập được nhà tao rồi. Nè. Các bạn ơi, nhanh nào, nó phải thế chứ. Mở cửa, ok, wow, quả bóng này, xin luôn quả bóng nhá, xin luôn, quả bóng này không lấy được à? Đây rồi. Ôi. Ông ta nhìn thấy mình rồi, sợ quá, anh chạy ra ngoài đi. Wow. Ui, may quá, ông ta không nhìn thấy ai luôn. May quá các bạn ơi. Ui giời ơi, phòng gì đây. Xem nào. Các ơi. Đây rồi, mở lên nè. Ui, ông ta lại đuổi mình rồi quá. Ông ta đuổi mình rồi. Ui, may quá. Ui, mày giấu quả bóng đi. Giấu quả bóng đi. Ui, không giấu được bóng rồi. Ui, may quá, ông ta không nhìn thấy. Làm thế nào giờ? Bây giờ thằng sẽ đi từ tầng 2 lên tầng 1 các bạn ạ. Ok luôn, đi từ tầng 2 lên tầng 1. Từ, thằng sẽ ném vỡ cửa ông ta tiếp. Nào. Vỡ chưa nè? Gì đấy, sẽ lại đuổi mình ở đâu ra đấy? Ôi. Oh my god. Ui. Làm thế nào để đột nhập được sang nhà ông ta bây giờ các bạn ơi? Thùng rác, cầm thùng rác để kê nhá. Thằng sẽ trèo từ tầng 2 vào tầng 1 các bạn. Ok. Ui. Ôi giời, cái thùng rác này. Rồi các bạn ơi, nhanh. Ông ta đi ra đằng sau nhà rồi. Trèo lên. Ui. Trèo khó quá. Ui. Cái gì đấy? Mình biết trèo mà sao tiện. Đây. Vứt cái này xuống. Nào. Thôi sao tiên này bị mắc ở đây à? Ê rồi. Thôi trèo được lên bên nhà các bạn ơi. Lấy đà. Ui, may quá, không bị làm sao. Oh my god. Đáng nhá, mình phải cầm cái gì để phá kính đi chứ. Trời. Ôi giời ơi, ông ta ở dưới nhìn thấy mình rồi các bạn ơi. Thắng phải cầm lại. Đồ. Đây. Nè, thằng phải cầm lại cái này để phá kính nhà ông ta mới được các bạn ơi. Ok. Ui giời ơi. Ui.
giời ơi, rồi bây giờ phá kính này ra này để đi vào các bạn ơi. Vỡ chưa nè, kính bây giờ kính nè, đập lắt kính nhà ông ta ngay. Ôi bên này đây, bên này, bên này nữa nè, hay quá anh em ơi. Được rồi. Thôi xong, bây giờ bị bắt vào trong nhà của ông bán kem luôn rồi. Ông hàng xóm thì ông bán kem gì ở đây? Giờ các bạn tìm cái đường để trốn ra ngoài đi nè. Để đây, bên này, bên này. Ô, ông hàng xóm này. Ông hàng xóm này. Ông hàng đâu này? Ô, kiểu như có anh biệt bầu trời nó sáng loe luôn các bạn ơi. Ui, ông hàng xóm đâu rồi? Kiểu như đang ở trong một cái giấc mơ gì đó sao các bạn ạ? Ui, gì đấy, sao có cả bánh xe lói vào trong này thế này? Ui, ông hàng xóm vừa lên ô tô đi chơi xong mà ông ta đã ở đây rồi nè. Hình như là ông ta vừa đâm xe, đúng rồi, ông ta đâm cái con xe tải kia. Đúng rồi, cái loại người xấu đi xe gây tai nạn phải rồi, quả báo. Bây giờ ông ta đang đau đớn, ông ta lấp sau cái xe ô tô cỡ, nhưng không biết bao giờ cảnh sát mới ra, cảnh sát rồi. Ui ôi, hình như ông ta đâm vào phù lưới các bạn nè. Có một cái chiếc guốc ở đây. Thắng đợi từ lên giờ 15, 20 phút rồi mà chưa thấy cái ông cảnh sát nào tới làm rõ vụ việc cả. Ôi, đi thẳng vào cái cửa exit đây nè. Mở cửa. Wow, hình như Thắng đang ở trong giấc mơ sao ấy. Đúng rồi, Thắng ở trong giấc mơ đây này. Đó, các bạn đã biết vì sao Thắng gọi ông hàng xóm này là ông hàng xóm biển chưa? Cả ngày hôm nay mà Thắng chưa khám phá, Thắng chưa tìm được cái cậu bé mà bị ông hàng xóm nhốt ở trong đấy là con hay là gì? Hay là ông ta là ông bắt cóc? Bây giờ là thời gian cũng dài quá rồi nên là không thể khám phá kịp được nữa. Nên là Thắng sẽ hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái tập sau nha.